Tối ngày 21 tháng 9, chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 với chủ đề Bản sắc miền di sản diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Sau khi đồng diễn trang phục bản sắc quê hương và hô tên, 40 thí sinh trình diễn áo tứ thân. Top 15 được chọn tham gia phần thi Người đẹp quảng bá du lịch, giới thiệu những vẻ đẹp bản sắc văn hóa đặc trưng quê hương trong 30 giây. Các người đẹp cũng tiếp nối thi trình diễn bikini để chọn ra top 10 vào phần thi người đẹp dạ hội, chọn top 5 thi ứng xử. Chung cuộc, Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 gọi tên Võ Cao Kỳ Duyên, sinh năm 2005, đến từ thành phố Hải Phòng. Kỳ Duyên hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Cô cũng chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2025, Hoa hậu siêu quốc gia. Vậy là chưa đầy một tháng có đến hai người đẹp tên Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu. Trong khi đó, người đẹp Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu Á hậu 1, sẽ dự thi The Miss Glow Hoa hậu Hoàn cầu 2024. Phạm Hoàng Thu Uyên đoạt danh hiệu Á hậu 2, sẽ dự thi Miss Tourism World Hoa hậu du lịch thế giới 2024.